thay một căn vẽ tì buôn đài chỉ vẽ trong cài chả à lại nè bỏ ở miền đồng bông được không vẽ tì buôn nhí cứ bẹp con chuẩn mùi nâng bạch chìa bỏ rốt để trở bàn cầm cho bao chả bao bạ rồi hốt từ đó chất bí bọn liên đời lại áp bí bọn đời lại chứ sài đòi xa tay rương lụa bà lật đập hóa sọc của phịp các bà tơ cả lòng mộng nì cơ thọp miền bông bông bạch chìa bỏ rốt chỉ chả mùi chùm nguồn mùi chùm nguồn đài cơ thọp chua bà tia hướng nâng đôi 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 đài bắn tạ lấy nì nơi tầm miền tiệt mà tụi bây chỉ miền cáp sắp sai thang cũng ai chưa một nâng tính mẹ ta sẽ chưa ở phố bởi bàn cho bàn lọc ở đó còn nơi tầm miền đài cứ bởi chưa bởi nơi phôm bệnh tạp bình sẵn cắt chà sẽ show chà phôm tạc khám ai chà không có tạc khám ai chà sẽ thật bồ sẽ thật bồ chà bàn áng thác cơ rộng cho bác bàn bà vị thi lụa phật tập hóa sọc phiệp hai bẩn lắm dọc bạc khăn ông bẩn nẹ đọc bạc mơn riêng hai bò rốt chương hai xâm nẹ bàn chanh báo cơ rộng mê cháu tiếng ớt nút xa rốt chỉ tập bạc chất bí bọn đờ là hai bà chế bò rốt bàn này đăng thang cơ rộng cho bác bàn bà vị thi xa tẹt tôn chứ mùi nâng mê phốm thang cơm hôn nút bàn mộc chạy mà xin chạp mô thân nằm liệp nâng rộ bò sọc ập hiếp đòi ạch kết thái đòi bà mai bà mô bà chế bò rốt khăn ông phốm ai một chỗ sạp lúc bè bà chế bà rốt chung khá ní hào y cọm cho bác gò bồng vái tới chế bình nất sọc ập hiếp rồi bà buông ai bà chế bà rốt bà xây chắc mây nâng thơ tết lơ mà xin vô sổ xây chiếm chứ chứ ân chá anh chà hai bà chế bà rốt gò xlông chất tam ca lập buông luôn lồm nụ anh chà rồi bà nông khá ní tinh mà xin tàng lúc khá nông mùi cơ đập ra mơn rí sở rộp tàng áp bà man chất bì bòn đờ la khá nông mùi bà bạch nệch lúc bè cọm cho bác chanh tự áp tập đăng thà mà xin tàng lúc mình bán phía ba sọc của phía bà bà bố quạt lói tôi từ bên bố quạt trời khát bóng bà dạng chán thàm tiền chà nì mà sân bóng ôn khơi nì có thàm phở mà sân nâng hói chia cho ân chia cho ai chà mà thử lạ chữ ấy nè chà mà phúm bàn hà sầm nẻ nè chà mớ hà sầm nẻ còn nâng đọc pram mớn với chật phì bòn là nông ấy chà nhưng mơ video này từ bóng smart kia sẽ bẹc cửu ấy chà bóng phôn mơ mà sẽ tố nó khinh bụ quát áo cũng không ý mà quát thơ khó ấy thật bất vô đáy sẽ quát nó ngàm ở sân hay mà sân ý chứ mắt đang nằm ở sân ấy đáy bố nó là bố rồi có kia chùm ranh ở mấy nhoa mấy ấy mấy nè thế to tầm ở sân mà xa về chô lên nắng với nhoa về nhoa là say nhoa là sâu nhoa mà bố nhoa ấy chẳng chừng ai mà sân nữa mấy khi nhỏ ấy mà tịt món còn là đu tập lương tít 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 nắng với chùm nuôi ấy ê bị khá ở từ bắt đầu ông phụ mình bong phụ ông ti chỉ thò mặt đá cả khu sna bọc kí gì rớt nó cười ta thà đôi chỉ lên pa hi chứ nghe ba nét đây chấm niên hàng pa hi cứ có chấm niên hàng thịt xào được như đây chấm niên thịt xào mấy cái bắp cải gì giấy đập bay ở tim là tập hoa bọc kí định chuẩn non dương muốn miền bàn chè nè bờ pa hi lũ tháng năm bóng phôn cái tháng năm đi mặc crop cái chấm ngư rồi múc nè chữ ba ngư rồi múc soi mót mà chữ thông minh à lẽ si ấy cho môi cho pí cái bờ bờ vô tờ sa không cả gì bọc gì đầm bay sầm tay cái bom ôn mưa hái bom ôn tinh tham đâu mà tinh tham crom che môi che pí trên đây hái có tư pí đầm bòn mũi tờ đầm bòn mùi à nông can nóng cái đấy bà ca đây sầm máy bìm toàn tận nước ở miền tụt sạp ấy thọt smartphone anh che à lấy đi bom ôn quạt bạc cái thọt bạc cái thọt video bạc cái gì đấy còn than nữ thái mình ai tận đằng chân nha nè đại bọc bà bạn và vì bố tha mẹ đặc quả mà nè hà sầm nè 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 mình chưa bơ khơi mà nè pi nè tính hay sầm khán mê phùm ấy đúng quật anh này nhát ôi bà châu phùm đang thái chẳng bà chìa mà nấy ấy mà pi cái tự bạc ó ố ấy mến phùm ơi bà mê phùm ơi nâng ngay bọn bọn tôi đã chôn pi khá cổ vì mến cục cụm hôn thì ngọt để cho tớ cứ vì mình lọ đài phù cụm hôn khá khi miền tháng năm mình ở nhà bán mình ấy trầm thơ bà sọc của phim bần đáy có cả xung sức hợp bá lúc có tay để bình chạy bạp đây thà miền tháng năm ấy đã tới chiếc đạch bạc đi miền tay ca một bị cửa chủng ngữ cả xong tháng năm đợt ta bị chạy bình chia rồi bọc phết chủng ngữ tự nôm em tự nôm bài lơ chiêm xong biết chiêm bà cửa chủng ngữ thằng ốc có thở tay mà bình đất phết để bán trầm thơ đạm bấy lúc xong tháng năm ở việc tới trong chủng ngữ bảo dừng à p để dương toàn đang là luôn ai chưa ai phóng giờ tin tham thì tin ố à ố nào đấy vậy mà thử mệt bà dây máu đang chưa chụp kẹt sờ lá à p bẩn lâm láng chưa 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 bắt đan cái sắc xa o hay cái đằng o cái đằng thà chủng ngữ nắng á p để ngược máu bị chưa mất p để kia như bị sơ lụa sầm rán nó bị chọc đai cho nhôm chưa nôm nhấc bọt chưa nhấc sầm rán đồng khan cả đây anh đang cái dây rót cho nam mấy cái đằng à p để dây tập quát thử mệt thử quá nào nè ót khó là tháng năm mà anh mấy
nó cứ bị bẹp nâng bà à vì mà đọc bệt nấy cơ quát con mình chung đi bọc kế cái gì đó có dù lô chân mèn bà có tháng bữa sân chụp bệt bàn giấy đưa ôn ai mập sọc sai chúng nó sắp hay nó cứ bị bên này phần này bọc kế chứ cơ nè con chứ ra sẽ mấy tầm mà rương tiết được mà chả là nên khiêm xong bà to tầm mà rương tiết chả định lúc này bàn chìm chứng chất đo bị thi bọn ông tụ căn tạch kia khăn mình tên ấy nơi ta bọn đá khai nì mùi có bàn rịp trăm thêm khuôn rồi chỉ sạch đập bây từ tù ọp ó chả đây nơi khăn ông khát bọn tiên mình chạy bà to tầm mà đóng cư bỏ tít bỏ màn chất sai sập cơ rương đã bọn đá tạm đóng sân sẽ rời sập hôn đập bây ọp ó xa to bà rịp bị thi bọn ông tụ nơi khát bọn tiên mình chạy ប្រតិភពប្រមាណ74សិបគ្រឿងដាក់បណ្ដាតាមដងស្ទឹងសេរីសភ័ណ្ឌដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះទៅពិនិត្យនៅយប់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅភូមិ3សង្កាត់ព្រះពលាក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌ លោកយងតាំងគួយប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថារដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងឱកាសអបអរពិធីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបអំបុកនិងសំពះព្រះខែឆ្នាំ2021នេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំបណ្ដាតប្រទីបចំនួន39 នៅតាមដងស្ទឹងសេរីសភ័ណ្ឌដែលមានប្រតិបរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងស្រុកក្រុងទាំង9នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបដែលត្រូវបានបណ្ដាតាមដងស្ទឹងសេរីសភ័ណ្ឌត្រូវបានរៀបចំធ្វើជិត1ខែមុនហើយត្រូវបានដាក់ទម្លាក់ចូលក្នុងស្ទឹងរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងលម្អនិងមានរចនាបថប្រពៃណីខ្មែរត្រូវបាន យកទៅព្រមគ្នានៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមើលនិងមកលេងកំសាន្តជាច្រើនលោកជំទាវរស់សុផានីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំប្រតិបត្តិបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងអបអរអំបុកសំពះព្រះខែឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជារួមមកវិញបានរៀបចំ
không tất tầng đấy có bởi chiếc bọt quạt bàn tới cho lên chà cho mơ thọt rụp bẩm sàn phong đá cứ sát khả lăng bình tên tầng ọt này chà trong khơi bóng phôn để quạt vừa đồng ná nâng hàng trai cho nên nâng hàng sốc khá nâng sốc khá trong bánh nha đối chí bật tiết dương nơi chấp đám bà đá riêng khá của bàn xam sắp ta hà sắp bì rồi đại tí bì bố tham nó sao ta bẩm an thang ai đôi chô chất đập hai chương tiết thì ngay chỉ đập buôn đập ram đập muối ở lỡ ngay chỉ một phay ram cho bài chất một phay ngay tiết cho tao đòi về địa vị thi bốn ông tụ ông bốn phép khai thân hạ chiết nơi thành phố bình rồi chỉ nét từ từ riệp trăm từ tam đậm nạc ca đạo cáo và tai bật tin nâng mệnh phương ngày hỏi đi thử phương môn cả lạc hái rư coi giang ná từ tam ca chết đây và tai khương chấp đam riệp trăm khắc là hỏi nơi hàng trời hàng sục khá nè ở con tràn bóng bồn tu sạch chun ở lần này dương mà chạp ở rộng bồn miễn phía con tình ca sáng sáng phần sai sắp bầm bầy bóng bồn đang xóa hai phần sai bầm bầy ní từ phần tự thang cổ đông khai mà đã phụ mân khai có công chạp bị phần bầy xe mầm bờ hô tự đo khang khai có công đem ở đông đại miễn bầm bầy bầm màn chìm mà rôi sai sắp bầm bầy km ở lần này cứ cùng rộng này ca sáng sáng lược cùng rật quân hợp hiệp phần năng làng vinh à lần này cứ ban phần màn chia học sập ram phía đôi chi hay bóng phốn bị vô tha phơi có công nâng bền gì rùm tới phơi tàu phơi tàu hay sất tập phơi phun này mà đòn bắt về cong cho cong làng cong cho hoàng làng hay ở sơ chi miền tây bóng phốn bị chia rót rùm nơi trong song hàng tràn phần màn đi đôi chân hay còn phía phơi có thở trái ban thông từ lý đặc ca na phơi miền bắc này hay đăng đặc tràn này không ca rùm nơi là bóng phốn bị chia rót ba thì vô ra lời đi ban và mang cho chiếc học sắp răm phía đôi ta hỏi hai chắc đánh phía phòng tình nâng ca vừa phần đi và tam ca bởi chiếc cư tha nâng vui và xa lãng nâng và đập hiếp này ca vừa cho đá chó từng mốt rồi bọn hẹn đập nát cả bằng thoại phía lý nâng thay thuốc đập nát đập kinh chung chung đến chắc ra nâng phố tế chó nâng bằng cán ca áp vật sự cách không đập bọn chi bởi xếp chia mũi đơn nâng bật thiệp thầy vì vô ra dừng đăng đăng hỏi khách có công có mình là bọn sự đập kết bởi xếp hai cọ chỉ cho bùng đán không cả trên châu chúng mũi tận năng và thấy thấy cả đặc dù tầm đánh có miền cháu hai này bùng đán sớm mất có cho tận năng và thấy thấy được như đài và chân ca nghe này ca vừa sang song play lực lăng với ní cứ bập hết ốt e xí nâng tư bình chóp nơi đầu prang cho nam bì poan mà phê pram khả mục ní và bị vua thả lỡ học sập pram phía rồi ta hãy được so và mai chi
35% ទៀត រួច រាល់ ណា អញ្ចឹង សង្ឃឹម ថា ផ្លូវ នេះ បាន ល្អ ប្រសើរ ហើយ នឹង ជាប់ គង់ វង្ស យូរ អង្វែង ពី ព្រោះ ថា ផ្លូវ ចាប់ ពី ខាង ពោធិ៍សាត់ អី បាត់ ដំបង ក៏ ឡើង មក ផ្លូវ នឹង ដែរ នៅ ខាង វិវែង អី ហ្នឹង បាទ ដែល ផ្លូវ ហ្នឹង គឺ ថា វា ជា ចរន្ត មួយ ដែល រាជ រដ្ឋាភិបាល លោក បាន គិត ហើយ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ ខេត្ត នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង កាន់ តែ គៀក គ្នា គៀក គ្នា តាម រយៈ ការ ធ្វើ ផ្លូវ នេះ ឯង បាទ vì bố tha cái lon tới cái tới cái bông chín nắng bảy sập mùi cái lâu đấy sọc nhôm nó khang khay cái bông chín nắng nó khang cái bảy khmer đúng không ta đo bông chín nắng cái mùi ta đo xa bảy khmer bảy mùi đi cái lon tới chi hai chi pi mau thiên mà ta đo à lời đi lời bàn pi cái lon tới pi cái lon mau bà thấm tại chết mà mau rồi còn mau chưa thì tôi gì bộ ôn khác quan miền thì một cô ca nó bình ấy quan từ mau hay dục lắm có ta theo bên hòm là miền bành hải អរគុណច្រើនបងប្អូនទស្សនិកជនបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទនេះជាការអភិវឌ្ឍហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះក៏សូមរំខានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងជួយពិនិត្យមើលព័ត៌មាននេះមួយផងពីព្រោះថាជាការស្វែងរកទៅនឹងសាច់ញាតិលោកពូដែលគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅប្រទេសវៀតណាមទេប៉ុន្តែគាត់ខ្មែរទេបងប្អូនពួកអីតាំងបែកបាក់បងប្អូនគាត់តាំងពីជំនាន់លន់នល់ប៉ុលពតមកម្លេះ ពេលនោះបែកខ្ញែកគ្នាម្នាក់ទៅនេះម្នាក់ទៅនោះហើយមិនដឹងថានៅណាទៅណីអស់ទេហើយគាត់ក៏ទៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានក្រុមគ្រួសារនៅខាងប្រទេសវៀតណាមហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាយុប្រមាណជាចិត្តសិបឆ្នាំជាងទៅហើយគឺលោកពូគៀតហៅខៀងលោកពូគៀតហៅខៀងហើយបច្ចុប្បន្នគាត់មានជំងឺដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដែរមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងជំងឺបេះដូងផងហើយគាត់ក៏ចង់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារគាត់បាទចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ ហើយក៏គាត់មានការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឯគាត់ផ្សេងៗពីព្រោះថាគាត់រស់ស៊ីនៅវៀតណាមក៏មានការកាក់កបដែរណាមិនថាគាត់មានជំងឺហើយក៏អត់មានថាវិការទេបាទហើយបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមាន 7 អ្នកឯណោះបាទគីឡូថាឈ្មោះគាត់មិនសូវជាស្គាល់គាត់មានឈ្មោះបងប្រុសគាត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះគៀតហៅលៀងហើយនិងគាត់ឈ្មោះគៀតហៅខៀងបាទដែលមានម្ដាយឈ្មោះម៉ាញូហើយគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយ សូម្បីតែ ឪពុករបស់គាត់បែកបាក់គ្នាយូរពេកគាត់ភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៅហើយគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងតែម្ដាយគាត់ឈ្មោះម៉ាញូដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង 7 នាក់ទី1បងស្រីទី1ឈ្មោះថាតាន់ម៉ជេងចំនួនលន់នល់ហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅខាងទូកោកមានកូន 2 នាក់ដែលគាត់ដឹងណាមានស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ ទី 2 មានឈ្មោះថាបងស្រីទី 2 ឈ្មោះគៀតតាចេង ដែលធ្វើការងារនៅអសតស្ថានហើយការនោះនៅមណ្ឌលបរិកលាហើយទី 3 ប្អូនប្រុសទី 3 គឺថាគៀតហៅប៉ាធ្លាប់រៀននៅសាលាស៊ីសវ័តប្អូនប្រុសទី 4 បាទឈ្មោះលីហៅហៀងធ្លាប់រៀននៅសាលាស៊ីសវ័តដែរហើយទី 5 ប្អូនស្រីនោះឈ្មោះតាន់ហ៊ូចេងទី 6 ប្អូនស្រីដែរឈ្មោះតាន់គីមចេងហើយទី 7 ប្អូនស្រីឈ្មោះតាន់សុកចេង បាទអញ្ចឹងទាំង 7 នាក់បើនិយាយពីបងស្រីធំនោះគឺប្រហែលជាចូលខ្ទង់ ចិត្ត ជាងក្បាល 8 ទៅហើយពុស្សិតថាអាយុច្រើនហើយរូបភាពនេះតាំងពីជំនាន់ក្មេងៗហើយមិនដឹងថាសង្ឃឹមអាចរកឃើញឬក៏មិនរកឃើញមិនដឹងថាគាត់រស់នៅទាំងអស់គ្នាឬក៏បាត់បង់ជីវិតខ្លះឬក៏រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ទៅខាងក្រៅប្រទេសហើយរូបគេគាត់នេះក៏រូបគាត់បច្ចុប្បន្នដែរបាទហើយពុស្សិតថាគាត់ចាស់ចាស់ហើយដែរហើយគាត់ស្វែងរកយូរមកហើយតាំងពី 10 ឆ្នាំ 20 ឆ្នាំមុននោះ ប៉ុន្តែអត់មានតម្រុយអីសោះអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាបើសិនជាមានស្គាល់ឈ្មោះក៏ដូចជាភិនភាកស្រៀងស្រៀងនឹងអាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងពីព្រោះថាគាត់ជួងជួបជុំបងប្អូនគាត់ជាលើកចុងក្រោយព្រោះថាបែកគ្នាតាំងពីជំនាន់ពលពតមកមិនដឹងថាទៅដល់ណាដល់ណីអស់ទេណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថាការជម្រាបជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រយៈស្វែងហោមី HDTV ពីនិតមើលកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានគត់មុតអំពីការសែបគប់មិត្តភ័ក្រជាឆ្ងាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនតើការណាគ្រឿងញៀនចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដូចតែមានងងឹកភ្លើងឬក៏ដុំភ្លើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវាគង់តែមានថ្ងៃក្តៅក្រហាយនោះទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបានដឹងហើយយើងរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីលោកអាចនឹងបញ្ជូនទៅកន្លែងស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីបានសាបគ្រឿងញៀនគាត់ចេញពីក្នុងខ្លួនតែយើងប៉ុន្តែ
nắng nơi đất mấy cái đôi chỉ có lòng ca nghiệp chạy tết xuống mà cũng